Con nghĩ chắc nhỏ. Ấy. Dừa. Dừa luôn. Nè. Dừa đủ luôn. Phi trời. À, dừa đủ nè. Đủ không? Đủ, dừa đủ. Đủ luôn. Đủ. Thôi trời. Ngồi đây. Không có cho thiệt. Ủa thùng đâu? Thôi trong bỏ thùng đi chứ. Tẩu thuốc vậy? Nãy em nãy nó tẩu thuốc ra. Tôi sợ quằn nó có bụi trời. Thế nào mới cạn vậy? Bà ơi gọi cho. Ờ, kìa ở đó rồi loại dài dài ra đó bắt luôn. Có bằng à phải không trời? Đã được 16 ngày. Ủa sao kỳ vậy? Hình như đây nè, ông ấy, con người quá bự nè, ông lợn bắt đi. Tôi quay phim cho bắt luôn. Kìa kìa, bắt đi. Đây, đây cho gửi hàng gì nè. Cho gửi hàng cho đại ca nè. Ừ, gửi hàng cho hai đại ca trả nè. Đủ ra. Thôi đầu có đầu làm đâu rồi. Nắm nhảy càng nó vui lắm rồi. Thôi tôi phải quay phim chứ trời. Cái gì trời? Nè nè nè. Đẩy vô giờ đi. Đẩy vô giờ tôi múc lên. Rồi. Đâu có chạy được. Đủ. Nè. Rồi nè, cầm bắt rồi đó đi. Dư luôn. Đây, đồng minh. Khỏi đi, khỏi đo. Thôi đo đi. Dư hả? Dư mà đó đi, đó đi. Đấy đó đi, tao vô đây đi. Tao đang quay phim đàng hoàng. Dạ. Mấy anh tránh đây. Quá bự. Quá bự. Dư luôn. Quá dư đúng không? Quá dư, quá dư. Em mình đi dài dài ra. Đi dài dài ra tới đâu mình hên gặp nữa thì sao? Nè. Không. Trời ơi. Ê, bậy anh. Ê, ông nãy vòng cua bự mà ông bắt trời. Ê, tôi đợi tôi quay phim. Ôi, quá dư luôn. Dư, dư hết ba gạch luôn. Dư ba gạch luôn hả? Dư ba gạch. Rồi tôi gửi luôn. Ông này, con cua nó chuối vậy mà ông không chịu không thấy. Ông đang cua nhỏ bắt gì. Ê, bỏ vợ đây hả, xách thùng cho nổi. Vớt vớt đi, vớt đi. Cua đỏ trên không thể bắt luôn ha. Sang sang. Trời ơi, cho nổi này. Thì tôi thấy nó ra đây rồi. Lên, lên, lên. Trời ơi, con này nó bự. Này đang ra bắt con kia. Kia sâu. À, con này không dục không ơi. Cô dễ mà ăn uống gì. Dục được rồi đó. Mời không, mời không. Quá đã luôn. Con gì mà bự dữ. Tôi đã cỡ. Rồi đi. Cỡ ký không? Úp lại, úp lại. Con này cỡ ký à? Đó. Dắt đồng bọn đi nè. Đi. Nhiều lạ không dám dắt đi. Trời ơi, đâu hết cái thước rồi. Hết thước luôn. Dục luôn đi. Quá hết hết thước luôn. Thước coi con này. Ok, em cầm cái giờ con. Đây, đây đây đây. Ui đây con đâu mấy? Kìa 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 kìa. Đây con là ui trời trời ơi hai ba con đi luôn. Ông lại em dứt đi. Ê con cua đỏ chà bá luôn. Rồi đây con đó con kìa. Từ nha, từ từ. Mày trước đi phải không? Thôi em là phụ nữ thả đi. Phải không? Anh đây con này em dứt con đó. Kịch vô chậm, con đó đủ đó. Con này cũng đực mà. Thì đực, đem vô đó. Đủ luôn nè. Quá đem vô dư đi. Luôn rồi. Con này dư rồi ông ơi. Không, con có ông đo lại. Ý. Đây cầm vô chậm rồi. Ê, 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 ê. Con đó, con của anh phải đo lại đó, con của ông á. Con của cưng đó đo lại. Còn con này đủ rồi, chắc cú luôn. Mới nãy cái này vớt hụt mấy cái luôn, tại lúc nãy nước còn sâu á. Con này đo lại nè. Ừ, con đó đo lại đi, cho chắc. Mình đi lên mà mình thảnh thơi đó thôi, mất công cái gì cũng mệt lắm. Vớt đừng con hay vậy? Đo, đo, đo. Thiếu à? Thiếu dục mà thấy không? Dục đàng hoàng. Trả về với sang năm bắt tiếp. Dư. Trời nó đục hết, hết chưa? Hết cái thước à. Vô thùng. Cái ông cua đỏ kìa bắt không? Cua đỏ quá trời bự kìa. Kìa, kìa, kìa. Đó. Bắt lén luôn. Đây, nó 12 con. Đổ một chiêu luôn ấy. Thôi thôi, phan, liếm bên này trước đi. Bên này chưa. Ừ. Liếm từ quên trước đi. Gì? Ôi, cô đỏ thả gì? Để đây đi. Để cho ông ấy về cho bãi nó kêu một con. Hai con, hai con cua đỏ luôn rồi đó. Hai con, ba con, ba con cua đỏ luôn. Bốn.
5, 6, 6 rồi, 6, 7, 7, 8, 9, 7, 8 à, 9, 10, 11, trời tôi đúng đủ 12 con luôn trời. Trời, 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 trời. Trời bắt đầu 24 cua đỏ, nãy giờ mấy cua đỏ rồi trời? 4 con. 4 hả? 5, 6, 6, 6, con cua trứng 6, 8, nói sao tại anh chưa 10, có cua đỏ, cua đỏ. 11, 12, 13, 13, 15. Anh thêm nhiều rồi, cua đỏ nhiều rồi. Bạn thôi, mình trả lên bắt nữa, 15, 16, ấm nhách. 16, 17, 18, 19, thôi coi như đủ người đó, 24 con. Cũng khá khá nha. 2, 3, 4, đủ rồi, sao thấy nhỏ ta? Đâu lại coi. Thấy nó nhỏ cho vừa đủ à? Đủ. Hơn 5 bằng 4, đúng rồi. 4. Thiếu chút con thiếu không được. Bỏ đi. Thả ngoài đi. Ừ, đem thả nó ra ngoài đi. 3, 4 con nữa. Trời, cái càng kìa. Mượn bỏ dưới 4 con rồi. Đúng mấy càng chứ. Càng bự quá, bỏ ổn. Mà... đem về ông nào không chịu đi bắt cho cái cạc, đúng không? Ông ăn mình, ông ăn cưng mình, mấy người kia ăn cạc rồi đi trở lên nó con luôn nè. Đủ hay không thì không biết nha. Con này chắc em nghĩ nó không đủ. Con này nha, không đủ luôn. Sao tí tí không? Ui con này quá trời bự rồi. Thấy con này bự nè. Con này quá xá bự rồi. Để đây tôi cầm nó luôn rồi tôi đem qua cho. Ui đây con bự nữa nè. Trời ơi, hai con chà bá luôn. Sao bắt? Trời ơi. Ui ơi. Hai con quá trời bự rồi, đem đi chổng. Đúng không? Chắc bé quá. Bé. Hên, hay quá bạn hên. Em con bắt cặp đây nữa nè. Đủ hay không thì không biết. Lâu lên đi rồi mới biết. Ôi còn nhỏ. Ui bự quá rồi. Ui. Ui con cua đây bự không? Mà sao thấy chà bá vậy? Thôi, mất tiêu rồi. Thôi, nó đâu mất tiêu rồi. Đi lên, xấu quá. Nguyên bày. Coi chừng nó tẩu thoát. Con này chắc đủ nha. Quá nhiều rồi. Thôi tẩu bỏ cho mình thôi. Bà nè. Thùng nó cũng bày nha. Rồi.
Rồi đây, tôi lo cái thùng đó đây. Đây 200 con này cho anh về thùng đó đi. Đang đưa dập đây. Cuốn lại. Cuốn hàng lại. Thôi bây giờ nói vậy cho chào nè. Bye cái đồng chí đây. Thôi bye. Bye 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 bye. Cái ông kia không bye một cái trời. Bye bye bye. Bye cả nhà.